Táo bón không khó trị, thậm chí chữa táo bón còn không cần dùng đến thuốc mà chỉ cần thông qua việc ăn nhiều thực phẩm giàu chất xơ trị táo bón. Hãy cùng chúng mình điểm danh lại các thực phẩm giàu chất xơ trị táo bón quen thuộc, dễ tìm nhưng hiệu quả đến ngỡ ngàng nhé. 1. Mận khô. Mận khô là thực phẩm trị táo bón được sử dụng rộng rãi như một phương thuốc tự nhiên để chữa táo bón. Mỗi 100g mận khô chứa 7,5 chất xơ, tương đương với 12% lượng chất xơ cần bổ sung mỗi ngày. Chất xơ trong mận chủ yếu là chất xơ không hòa tan cellulose, giúp tăng khả năng giữ nước và khả năng trương phồng độ xốp của phân, khiến phân mềm hơn, giúp người táo bón nhuận tràng. Ngoài ra trong mận còn có hàm lượng sorbitol cao. Sorbitol là chất thường dùng trong thuốc nhuận tràng thẩm thấu, làm tăng nhu động ruột giúp phân mềm dễ đi ngoài hơn. 2. Quả bơ. Bơ được mệnh danh là thuốc nhuận tràng tự nhiên bởi chất xơ chiếm đến 7% trọng lượng quả bơ, trong đó 25% là chất xơ hòa tan và 75% là chất xơ không hòa tan. Ngoài các chất xơ hòa tan và không hòa tan, bơ còn là nguồn cung cấp magie, một khoáng chất quan trọng đối với hệ tiêu hóa. Magie hoạt động như một loại thuốc nhuận tràng thẩm thấu, giúp phân mềm và dễ đào thải. 3. Sữa chua. Sữa chua là thực phẩm trị táo bón rất hiệu quả vì sữa chua có các vi sinh vật được gọi là probiotic, còn gọi là lợi khuẩn, hỗ trợ phân giải thức ăn, làm mềm phân và hạn chế trứng đầy hơi khó tiêu một cách hiệu quả. Một số nghiên cứu của các nhà khoa học trên thế giới đã ứng dụng việc sử dụng một loại sữa chua probiotic có chứa 3 loại lợi khuẩn Polydectro, Lactobacillus acidophilus và Bifidobacterium để trị táo bón. Kết quả cho thấy việc ăn 180ml sữa chua mỗi sáng trong vòng 14 ngày đã có thể rút ngắn được đáng kể thời gian phân di chuyển trong ruột già, từ đó giúp phân mềm hơn, so ruột già bị rút ít nước hơn. 4. Trái cây có múi. Những loại trái cây có múi thường rất giàu vitamin C, điển hình như cam, quýt, bưởi. Bên cạnh đó, những loại quả này cũng được xem là thực phẩm trị táo bón nhờ chứa hàm lượng chất xơ hòa tan pectin lớn cùng naringenin nên dễ được cơ thể hấp thụ, làm mềm phân, giúp phân ngậm nhiều nước hơn, có tính trương phồng, khiến phân dễ dàng được đào thải ra ngoài. 5. Rau xanh. Chất xơ có nhiều trong thực phẩm nào? Chắc hẳn chúng ta đều nghĩ ngay đến các loại rau đúng không nào? Đứng đầu danh sách có lẽ là các loại rau lá xanh như rau cải, rau mùng tơi, rau lang, với hàm lượng chất xơ dồi dào, bao gồm cả chất xơ hòa tan và không hòa tan. Đặc biệt, các loại rau lá xanh này còn là nguồn cung cấp folate, vitamin C và vitamin K cho cơ thể. Một số biện pháp phòng ngừa và điều trị táo bón. Ngoài việc sử dụng các loại thực phẩm trị táo bón ở người lớn như nói trên, bạn cần tuân thủ một số nguyên tắc để phòng ngừa và điều trị táo bón như sau. Tích cực vận động để kích thích nhu động ruột và tăng cường tiêu hóa, từ đó phòng tránh hiện tượng phân bị ứ tại ruột già gây táo bón. Không nhịn đi ngoài vì việc này khiến phân không được đào thải ra ngoài mà kết thành khối to trong ruột và trở nên cứng hơn, gây khó khăn khi đại tiện. Dùng thuốc nhuận tràng trong trường hợp đại tiện khó khăn, đau rát và chảy máu khi đại tiện. Lưu ý là dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ hoặc hướng dẫn trên bao bì để đạt hiệu quả cao, tránh tác dụng phụ. Mong rằng những chia sẻ vừa rồi sẽ giúp bạn biết được các loại thực phẩm nào trị táo bón hiệu quả. Nếu tình trạng táo bón kéo dài kèm biến chứng đau bụng, rối loạn tiêu hóa, đi ngoài ra máu, bạn tuyệt đối không được chủ quan mà cần bác sĩ thăm khám nhanh chóng nhé!